Một tòa án cấp huyện ở tỉnh Bắc Ninh hôm 30 tháng 7 tuyên ông Hà Văn Nam, nhân vật được xem là người hùng chống các trạm thu phí BOT bẩn, 30 tháng tù giam, về tội danh gây rối trật tự công cộng. Cùng bị kết án với ông Nam là 6 người khác trong độ tuổi từ 26 tới 35, với các bản án từ 18 tới 36 tháng tù giam. Khái niệm BOT bẩn nói tới các trạm thu phí cầu đường, đặt sai vị trí hoặc thu phí quá thời hạn cho phép. Theo báo nhà nước, hôm 31 tháng 12 năm ngoái, khoảng 100 người cùng nhiều ô tô đã tập trung dừng đổ tại trạm BOT phả lại, không chịu mua vé, làm cản trở giao thông. Tòa nói hành động của nhóm tài xế trong đó có ông Nam khiến đơn vị vận hành phải xả trạm, thất thoát hơn 23 triệu đồng. Ngoài án tù, các bị cáo phải bồi thường khoản tiền thất thoát và đã nộp tiền khắc phục hậu quả, theo trang Soha. Ân xá quốc tế hôm 29 tháng 7 ra thông cáo nói, ông Hà Văn Nam bị cho là tội phạm chỉ đơn giản vì ông phê phán tình trạng tham nhũng tràn lan, đồng thời kêu gọi phóng thích ông vô điều kiện.